gì đây? Làm bánh mì từ men tươi này đi chị. Let's go. Đây là men mà mình ủ được 10 ngày rồi nha mọi người. Mình sẽ lấy ra đây 100g men tươi nha. Rồi mình sẽ cho vào đây là 75g bột mì cùng với 75g sữa tươi. Rồi mình sẽ cho một muỗng đường, sau đó trộn đều lên và ủ. Các bạn ủ khoảng 2 đến 3 tiếng. Cái men tự nhiên thì thời gian ủ hơi lâu, sau 2-3 tiếng thì men của mình nó như thế này là hoạt động rất là mạnh đó mọi người, nó nhiều bọt khí. Và ở đây mình sẽ chuẩn bị là khoảng 200g bột mì, khoảng 3-4 muỗng đường ha, cho cái bánh của mình hơi ngọt ngọt, và một thìa muối. Rồi mình cho cái men mình vào và trộn đều lên, sau đó cho thêm vào một cái trứng gà nữa. Đó, khuấy nhẹ lên và bắt đầu mình nhồi nha mọi người. Cái đoạn này thì nó hơi dính tay, mình sẽ nhồi liên tục như thế cho đến khi bột mình không dính tay. Các bạn lưu ý đập đi, đập cho cái bánh của mình nó dai á nha mọi người. Rồi mình sẽ cho lần một là khoảng một muỗng bơ vào, rồi mình bắt đầu nhồi nha. Mình sẽ nhồi vừa đập như thế này đó. Cái bánh mì này quan trọng là các bạn nên đập ha. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục cho cái muỗng bơ còn lại là 2 muỗng bơ nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ nhồi và đập liên tục cho đến khi mà bột của mình kéo màng được như thế này là ok nha. Sau đó thì mình lại tiếp tục ủ bột thêm 1 tiếng nữa nha mọi người. Ở đây thì mình sẽ nướng bằng nồi cơm điện, thì mình sẽ phết một lớp bơ trên nồi cơm điện. Bật nút làm nóng nồi nha mọi người, thông cảm với nồi tôi hơi cổ nha. Sau 1 tiếng thì mình sẽ lấy bột ra, mình chia ra và mình bắt đầu tạo hình nha. Các bạn có thể vo tròn hoặc là thắt bím như mình ha. Mình ủ bột không đúng 3-7 tiếng nha mọi người, tại mình hơi nôn nên ủ có 1-2 tiếng thì bột nó chưa có nở đều. Thì nếu bạn dùng men tự nhiên thì nên ủ từ 3-7 tiếng, còn men công nghiệp thì chỉ cần 1-2 tiếng thì mình bắt đầu nướng là ok. Đối với mình nướng bằng nồi cơm điện thì sau khi mà mình ủ bột và làm nóng nồi thì mình sẽ cho bánh mình vào, mình ủ thêm 30 phút nữa. Rồi sau đó mình mới lấy ra, mình quét trứng và bơ lên. Rồi mình bắt đầu là mình sẽ bắt đầu nướng. Thì cái này mỗi lần mình nướng á, thì nó sẽ bật khoảng 15 phút, nó sẽ bật lại nút hâm. Thì mình sẽ bật cho tới 4-5 lần á mọi người, cho đến khi bánh của mình nó chín ha. Còn nồi chiên không dầu thì mình cũng phết trứng và bơ lên rồi rắc mè lên. Rồi ở đây mình sẽ nướng 180 độ cho 20 phút. Đó, như thế này nè, mình còn nướng thêm 10 phút nữa cho nên cái vỏ bánh hơi cứng. Đối với mà bánh mà nướng bằng cơm điện hay mà không, cái mặt nó không có được vàng giống như là nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu thì nhìn cái màu nó đẹp hơn và nó ruột nó cũng nở hơn. Đây, mình xé cái bánh mà nướng mình nồi cơm điện các bạn thấy không? Còn đối với nồi chiên không dầu thì cái sớ đó nó nở bánh hơn, nhìn nó xốp và ngon hơn nha mọi người. Còn đây là mình review nha, cái vỏ bánh thì nó giòn, còn ở trong nó mềm, nó thơm, nó xốp rất là ngon. Nếu bạn ủ thời gian lâu hơn thì nó còn ngon hơn đó mọi người, tại mình nôn, mình ủ chưa đủ giờ nha. Mình chúc các bạn thành công, nhớ thả tim, vẫn follow, ủng hộ tinh thần mình với nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye.